Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một cặp bình của hàng Satsuma, hàng tiểu nhỏ nhưng mà có võ các bạn, rất là đẹp luôn. Đây các bạn, nó chỉ như này thôi, nhưng mà toàn bộ là vẽ bằng vàng nhé mọi người nhá. Đây mọi người xem này, cái áo này, người ong vàng, bình này thì khá là sâu đời rồi đấy mọi người. Hàng trên chuẩn của Sát luôn. Đấy, một cặp bình tiểu hút lọc rất là đẹp luôn. Đây, các bác xem vẻ vàng này. Ấy, thấy chưa? Đây, ở cổ nó đây các bác này. Ấy, những cái chỗ này toàn bộ là vẽ vàng này. Cái này thì ở trên miệng thì nó có bị bạc đi, nhưng mà ở bên dưới này nhé các bác nhé, không có một vấn đề gì luôn. Tình trạng cặp này là lành tít luôn nhé mọi người nhé. Đấy, họa tiết này mọi người này. Toàn bộ những cái áo này là toàn bộ là vẽ bằng vàng hết nhá mọi người nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Để em đo kích thước cho các bác nhá. Chiều cao của nó khoảng 20 các bác. Này, để em đặt cái này nó lên đi. Cao 20 nhá mọi người nhá. Đây này mọi người này. Cao 20 này, hơi khó nhìn phải không các bác? Thôi, em cứ ấy đi, cao 20 này, để em đo bằng bụng nhá. Cao 20, bụng 33 nhá mọi người nhá. Cao 20, bụng 33, miệng rất là xinh xắn luôn. Miệng 5,5 nhá mọi người nhá. Miệng 5,5. Cao 20, bụng 33, miệng 5,5. Hàng rất là đẹp luôn. Đây, em cho các bác xem này. Ý, phê chưa, áo này. Toàn bộ vẽ bằng vàng ở cái phần miệng này này. Ở phần chỗ cái bậc này lên chỗ này là toàn bộ xung quanh đây là vẽ vàng này. Cổ này cũng vẽ vàng này. Hàng quá là đạt chất luôn. Hàng chuẩn của Sát luôn. Hàng này hàng siêu VIP rồi các bác. Hàng này thì không phải bàn tán gì nữa rồi. Chị có ý. Về chưa? Hai cặp bình thì họa tiết thì giống nhau nhé mọi người nhé. Đây các bạn, em cho các bác xem cái họa tiết này nhé. Đây này. Đây. Hàng chất, quá chất luôn. Đây các bác thấy chưa? Đấy, các bác nào mà ai mà ưng ý cặp này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Chuẩn của Sát nhé mọi người nhá. Đây các bác này. Quá là chất luôn. À, quá là đẹp. Một cặp bình như này. Một cặp bình tiểu bình này. Quá là đẹp. Phong cảnh nó vẽ quá là sắc nét luôn các bác. Nó to thì em không nói nhưng mà nó vẽ nhỏ như này mà các bác xem này. Những cái chi tiết nhỏ mà nó vẽ đẹp như thế này mà toàn bộ là vẽ nổi khối hết lên nhé các bác nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là chất luôn. Rồi, em Toàn xin phép là kết thúc video đây em rồi. Nếu mà mọi người ai mà ưng ý sản phẩm này thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe nha. Em Toàn xin chào mọi người.